khám phá nhà ma trong Tokyo Disneyland. Đây là biệt thự ma ám ở trong công viên Tokyo Disneyland. Ngôi biệt thự đáng sợ này bị ám bởi 999 con ma. Nghe là đã thấy ghê rồi. Thời gian để sắp hàng cho trò này cũng không lâu lắm, chỉ từ khoảng 30 đến 60 phút. Một điều kỳ lạ ở trong ngôi nhà ma này, những con ma này đều chết để mong đạt được con số 1000. Mình cũng không hiểu lắm mục đích của việc này là gì. Nếu bạn nào biết thì hãy comment nhé. Hầu như ai cũng sợ ma, nhưng mọi người sắp hàng rất đông để đi xem ma. Thật là kỳ lạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên những chiếc xe này và đi vào thế giới ma ám thôi. Đôi mắt của bức tranh đang phát sáng kìa. Đây là phòng khách ở trong biệt thự này. Nhìn kìa, đồ đạc trong căn phòng tự chuyển động. Mọi người có thấy có một đôi bàn tay vô hình đang chơi đàn piano không? Mình ghét nhất là nhện đó mọi người. Có cho tiền mình cũng không dám đi vào lối hành lang đấy. Nhìn ghê vãi. Trời ơi, xác chết trong quan tài đang sống lại kìa. Ánh sáng thì u ám, không khí thì lạnh buốt. Có con ma nào lao ra hù chắc chết. Có ai đó đang phá cửa đòi ra kìa. Khúc này là các nhạc cụ bay lên không trung tán loạn này. Trời ơi, một căn phòng toàn là ma. Chúng đang tổ chức bạc thi thì phải. Cái cảnh chúng hiện lên nhìn ghê quá. Trời ơi, khiêu vũ nữa này. Má, giật cả mình. Trời ơi, cô dâu ma. Có cả một nghĩa địa ma đã ăn mừng này. Nghe mấy cái nhạc để sợ quá. Như nhạc đám ma ở Việt Nam á. Đến cả mấy bức tượng cũng vậy nữa. Nhìn mặt ghê vãi. Ma cũng có cuộc sống y hệt người dương vậy. Thông qua chiếc gương này, chúng ta sẽ thấy được con ma nào đang ngồi cạnh chúng ta. Cuộc hành trình khám phá nhà ma đến đây là kết thúc. Chúc mọi người có một đêm ngon giấc.